Đây là cái khu vực bên Nam sông Cần Thơ nè các bạn. Thì công ty nằm cạnh cái khu vực là nhà ở Nam Long. Rất là dễ tìm nha các bạn. Đây là khu vực nhà ở Nam Long ở bên khu Nam sông Cần Thơ. Thì mình ghi hình giới thiệu cho các bạn những cái hình ảnh dòng xe mới của Mitsubishi. Đây khu nhà ở Nam Long đây. Giới thiệu cho các bạn những cái dòng xe mới của Mitsubishi đó các bạn. Rồi ok. Rồi. Cái mà mình đang nhìn thấy đây là phiên bản số tự động. Dạ. Phiên bản số tự động của mình đó thì nó sẽ sử dụng là chìa khóa mình bấm. Dạ. Tại ở đây là nó có là một chặng. Nếu mà số sàn á thì nó chỉ là CD thôi nha anh Tức. Dạ. Vô lăng của mình thì nếu mà số tự động đó thì nó sẽ có những như là vô lăng cao. Già ha, nhìn đẹp quá ha, nó chỉ nữa nè. À, hầm hố. Một chạm nữa ha. Chủ yếu là thứ hai nhiên liệu. Có năm đường trường có 5.4. Dạ. Với cung đường kết hợp luôn thì cái tự động mình chỉ là 6.2 thôi. Và nếu mà cái sàn của mình nó chỉ là 6.1. Quá tiết kiệm em. Dạ. Cái này 7 chỗ mà vậy là quá tiết kiệm. Rồi vô trong. Đó. Cái này thoải mái được không em? Đâu được. Tại vì xe của bạn. Đôi những màn hình pha top nè. Số tự động của mình thì sẽ sử dụng chìa khóa start top. Cái là một bấm. Trên vô lăng này cũng nhiều nút quá nè. Dạ. Trả lời. Dạ, cái này thì mình cái top bluetooth á. Bluetooth. Cái nút bluetooth luôn. Điều khiển giọng nói luôn ha. Dạ, đúng rồi. Còn cái nút bluetooth cần cho là cái điều khiển chân ga tự động á. Ví dụ anh đi á. Cái này cái này nhưng mà hai dùng à. Dạ. Sao có nữa ha. Không phải. Lăn bánh luôn là khoảng 700 ha. Đẹp không? Thấy có quá đẹp, quá đẹp. Giá này giá rất là mềm. Dạ. Đó rồi ghế là ghế này bọc da hay cục.
cấp ghế da đó nha các bạn. Vậy là di chuyển lên xuống được. Ủa mình gặp là được không em? Dạ được anh. Này cái này có thể ngửa ra được. Có điều hòa. Đặt hàng là tới tháng 4 năm sau 2019 nha các bạn. Dở lên rồi, dở lên. Thử rồi. Đó. Rất là rộng nha các bạn. Nếu mà chở đồ là thoải mái luôn. Cái này của mình nè, nó có một cái khoảng không nó rất là rộng. Thì anh ngồi, khi mà mình ngồi cái hàng ghế sau á, cái chân mình có thể để trong cái khoảng này á, thì nó sẽ tạo ra cái khoảng giữa chân của mình nó được dài hơn là mình đi xa không bị lỏng chân. Giống như thẳng chân được á, điều chỉnh được nhiệt độ phía sau đó phải không? Đó, dàn lạnh phía sau đó. Tiền giờ đang hot nha các bạn. Đây là cái camera lùi này nha các bạn. Đó, camera lùi ở phía sau xe đó. Mitsubishi. Xe là rất là hầm hố.
xe là cái khoang hành lý rất là rộng nha các bạn, rất là rộng và thoải mái. Khoang hành lý là khổng lồ luôn. Khi nào ra bến tàu thì bây giờ tôi muốn ra.